cuộc sống ngày nay đòi hỏi bạn luôn vận động để tồn tại. Công nghệ càng cao thì nền văn minh càng tiến bộ. Điện thoại Sirocco S872 ra đời như một dòng vận động phát triển tất yếu, phù hợp với cuộc sống năng động của bạn. Với các tính năng độc đáo và mới lạ, khiến chiếc điện thoại Sirocco S872 trở thành niềm tự hào của bạn. Màn hình cảm ứng giúp bạn dễ dàng thao tác khi sử dụng. Hơn nữa, nó còn mang lại cho bạn sự xanh điệu với kiểu dáng nhỏ gọn và đẹp mắt. Bạn đã biết gì về công nghệ mới nhất hiện nay chưa? Làm sao để bỏ một chiếc TV màn hình 150 inch vào trong túi của mình? Vâng, với chiếc điện thoại Sirocco S872, một chiếc máy chiếu hiện đại được thiết kế ngay trên chiếc điện thoại di động xanh điệu của bạn. Thực sự hỗ trợ bạn rất nhiều trong những buổi hội họp, thuyết trình, nhất là trong những buổi hội thảo quan trọng. Ngoài ra, nó còn giúp ích rất nhiều cho việc giảng dạy của các giáo viên tại trường lớp hiện nay. Đồng thời đem đến cho các học sinh những hình ảnh minh họa thực tế, sống động trong từng bài giảng. Mơ ước của bạn sẽ trở thành hiện thực với chiếc điện thoại Sirocco S872 tích hợp máy chiếu. Sở hữu điện thoại Sirocco S872 chính là bạn đang sở hữu một rạp chiếu phim tại nhà. Vậy mơ ước đó có còn khó khăn đối với bạn nữa không? Hãy gọi ngay cho chúng tôi với số điện thoại 0837 682 888 để đặt hàng và hưởng ngay chương trình phục vụ giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Ngoài ra, bạn sẽ còn bất ngờ hơn nữa với tính năng xem truyền hình vô tuyến trực tiếp trên điện thoại di động. Bạn có thể thưởng thức bất kỳ nơi đâu vào bất cứ khi nào, nhất là đối với các bạn yêu thích bóng đá nhưng lại không có quá nhiều thời gian dành cho chiếc TV cố định. Hơn nữa, bạn sẽ rất ngạc nhiên với tính năng phóng to như màn hình 150 inch để xem các kênh truyền hình yêu thích của bạn với độ nét cực rõ. Bạn sẽ không bao giờ phải bỏ lỡ các chương trình yêu thích của bạn trên đài như phim truyện, âm nhạc, game show, thể thao hay các chương trình khác. Điện thoại Sirocco S872 trở thành niềm tự hào của bạn. Màn hình cảm ứng giúp bạn dễ dàng thao tác khi sử dụng. Hơn nữa, nó còn mang lại cho bạn sự xanh điệu với kiểu dáng nhỏ gọn và đẹp mắt. Vâng, với chiếc điện thoại Sirocco S872, một chiếc máy chiếu hiện đại được thiết kế ngay trên chiếc điện thoại di động xanh điệu của bạn. Thực sự hỗ trợ bạn rất nhiều trong những buổi hội họp, thuyết trình, nhất là trong những buổi hội thảo quan trọng. Trong các buổi họp mặt bạn bè, không khí sẽ trở nên sôi động hơn với chiếc điện thoại Sirocco S872 đa phương tiện này. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu ngay chiếc điện thoại máy chiếu Sirocco S872 dành cho cuộc sống năng động hiện đại? Hãy nhanh tay gọi ngay đến số điện thoại 0837 682 888 để đặt hàng và hưởng ngay chương trình phục vụ giao hàng miễn phí tận nơi. Điện thoại máy chiếu Sirocco S872, tận hưởng công nghệ, tận hưởng cuộc sống. Với các tính năng độc đáo và mới lạ, khiến điện thoại Sirocco S872 trở thành niềm tự hào của bạn. Màn hình cảm ứng giúp bạn dễ dàng thao tác khi sử dụng. Hơn nữa, nó còn mang lại cho bạn sự xanh điệu với kiểu dáng nhỏ gọn và đẹp mắt. Điện thoại Sirocco S872 ra đời như một dòng vận động phát triển tất yếu. Hãy gọi ngay cho chúng tôi với số điện thoại 0837 682 888 để đặt hàng và hưởng ngay chương trình phục vụ giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Với màn hình cảm ứng cực nhạy, thiết kế giao diện đẹp mắt, các thao tác sử dụng sẽ trở nên cực kỳ tiện lợi và thú vị. Tính năng chụp hình quay phim nhanh với nút thiết kế bên phải chiếc điện thoại, bạn có thể chụp ngay những khoảnh khắc tuyệt vời có 102 mà bạn chứng kiến và phát lại ngay trên chiếc điện thoại máy chiếu của mình. Cùng với tính năng gửi Bluetooth không thể thiếu ngay trên chiếc điện thoại Sirocco S872, bạn sẽ cảm thấy mình thật lôi cuốn và sành điệu. Sở hữu chiếc điện thoại máy chiếu Sirocco S872 chính là bạn đang sở hữu tất cả các thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay như máy chiếu, TV, máy quay phim, máy chụp hình, máy chơi game, máy nghe nhạc MP3, máy tính, cùng với loa ngoài to rõ, mang âm thanh nổi sống động. Bạn sẽ được tặng kèm thêm một pin Li-ion, thẻ nhớ ngoài 2GB, có thể chứa đến 50 bộ phim HD và video clip, cùng với các chương trình khuyến mãi đầy bất ngờ khác đang chờ bạn. Điện thoại Sirocco S872 hiện có hai màu, màu trắng tinh tế và màu đen quý phái. Điện thoại máy chiếu Sirocco S872, tận hưởng công nghệ, tận hưởng cuộc sống. Sirocco S872, hãy nhanh tay gọi ngay số điện thoại 0837 682 888, nhắc lại 0837 682 888 để đặt hàng và hưởng ngay chương trình phục vụ giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Hoặc truy cập website cityshopping.com.vn để biết thêm chi tiết.